Đây nhé các bác nhé, thì hôm nay em chuẩn bị để em dọn các cái chuồng ong. Thì cách dọn nó cực kỳ đơn giản mà lại cũng đem lại hiệu quả rất là cao. Đấy, thì trước tiên thì em chuẩn bị ba cái thùng các bác. Các bác không có thì các bác chuẩn bị một cái thùng cũng được. Đấy, nếu các bác ít, còn bác nào nuôi nhiều thì bao giờ nó cũng có nhiều các cái thùng ong. Đấy, thì mình đầu tiên các cái thùng chuẩn bị thì phải dọn sạch sẽ đi rồi. Sau đó thì mình có thể bắt đầu em vừa làm em vừa chia sẻ cùng các bác em dọn từ tổ đầu tiên các bác ạ. Cứ đến đâu thì em sẽ dọn đến đấy luôn để cho nó nhanh các bác. Các bác mà theo dõi video của em mà thấy hữu ích thì các bác nhấn like, nhấn đăng ký kênh và để chuông để đợi các cái video tiếp theo. Đây bắt đầu từ cái tổ đầu tiên đi các bác. Tổ đầu tiên nhé các bác nhé. Nó rất là đơn giản nha các bác ạ. Giờ mình chỉ cần nhấc ra ngoài một chút, xong mình bỏ cái thùng mình đã dọn sạch sẽ rồi các bác, mình bỏ vào. Đấy, mình bỏ vào thì mình đưa sang đó. Đây các bác, mình đưa sang. Đây các bác thấy. Đấy, bữa hôm mà em cắt đi rồi nay nó đẻ hết vô rồi này các bác, đẻ hết trứng vô rồi. Đấy, thì mình chỉ cần bỏ sang thôi các bác. Đấy, ong nó như thế này này các bác. Đấy, có một con ong, con đấy là nó vào là nó công ngay rồi các bác. Đấy, nó là để rất là đều rồi các bác. Này, các bác thấy chưa? Rất là đẹp rồi. Đấy, các bác thấy để rất là phên này. Đấy, như cái cầu này là ăn rất là nhiều phấn rồi thì mình bỏ ra ngoài thôi các bác. Bỏ ra ngoài vườn ngoài cùng, tại vì cái cầu này là cái cầu mà em đấy, tiện vậy là mình đảo luôn cầu các bác. Đảo luôn cầu thì nó sẽ tốt hơn. Đấy, tư chi là có rất nhiều con ong. Vậy là ta sang xong thùng. Đấy. Này, cái này nó vẫn không làm. Đúng không? Đó, đúng. Chưa làm. Ừ, tướng cứ bỏ ở đây lúc nào mà lấy thì làm. Đấy, vậy thì sau khi mình trường hợp tướng ở đây thì sao? Không, tướng bây giờ là tướng ít khi nó ra thùng. Ít khi nó ra thùng. Đấy thì mình sang thùng như thế để mình dọn nhé các bác nhé. Thì nó rất là đơn giản thôi, xong mình để ngay trước này các bác này. Mình để ngay trước đây, sau đó mình lấy cái thùng đó là bắt đầu là mình dọn sạch sẽ. Thì bây giờ em lại sang cái tổ hai cầu đấy các bác này. Cái tổ hai cầu đây em cũng làm luôn. Thì sau đó là em sẽ hướng dẫn các bác là có hai cái cách dọn cái thùng ong nó nhanh nhất để các bác làm sao cho nó hiệu quả. Này thì có hai cầu thôi nhưng mà rất là đẹp, sắp tới hai cầu vừa đủ quân thì sắp tới là nó
Sắp tới là nó nở ra là nó sẽ được một lớp rưỡi các bác. Một lớp rưỡi thì đương nhiên là mình lao cầu vào là ok luôn. Sau khi đấy thì bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác dọn dẹp cái thùng ong làm sao nó vừa sạch sẽ và nó vừa hiệu quả. Thì các bác lại theo em để dọn cái thùng ong. Thì như các bác nhé, sau khi mình ấy xong rồi đây thì nó kia bẩn cái thỉu này các bác. Đấy, thì mình có một cái que. Đầu tiên là có một cái que mình dọn. Đấy, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho các bác hai cách để các bác dọn cái thùng ong cho nó sạch các bác. Đấy, thì cứ một năm vậy thì mình dọn tùy 1 đến 2 lần. Đấy, nó tùy thuộc vào cái việc mà thùng ong. Đấy, thì mình dọn nó sẽ sạch. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác hai cái cách dọn vừa sạch tổ ong mà vừa nhanh xong nhá. Đấy, vậy thì đấy, như thế này là đã cạo xong được một thùng ong này các bác. Đấy, sau đó là tí nữa là xử lý. Đấy. Vậy là xong nhé các bác. Vậy là xong một cái bước ban đầu, đó là mình đã cạo. Đấy. Còn có thể là các bác có thể lấy cái chổi đây, nếu như mà nó có ít thì các bác có thể lấy cái chổi lông đây các bác quét này. Đấy, các bác quét. Còn cái bước xử lý mới là cái bước quan trọng, cái xử lý để không còn sâu, không còn bệnh nữa. Thì cái bước đó mới là cái bước quan trọng, còn cái bước này thì bước chỉ mình chỉ có mỗi dọn sơ đi thôi. Đấy, dọn sơ các cái thùng đi thì là nó sẽ ok. Đấy, còn sau đó là sang cái bước thứ hai thì mình sẽ xử lý các cái con sâu, con trứng bọ các thứ. Em thì em thường hay dùng khò nhé các bác nhé. Lấy khò cái các cái gờ nó đi lên. Này là những cái con sâu nó ở dưới đáy thì nó cũng sẽ em thì chết nhá các bác nhé. Diềm hay là các cái sâu nó hay đến chỗ các bác. Vậy thì sâu làm sao mà sống được nữa đúng không các bác? Nó chủ yếu là bốn cái kẻ với cái chỗ để cái thang đấy thôi các bác. Đây là cái cách xử lý
cái xử lý cái thùng ong, đây là cái cách thứ nhất là xử lý bằng ga để diệt trừ các con sâu đấy các bác. Đấy, còn cái nào mà thùng nào mà nó kém quá thì mình có thể, ví dụ như thùng này mình phải đóng lại này các bác này. Đấy, nó bị hở như thế này rồi thì mình có thể lấy đinh mình đóng lại nhá các bác. Đấy, còn em chia sẻ thêm cái cách thứ hai là cách thứ hai mà nếu như mà các bác mà không có khò thì các bác có thể là dọn dẹp xong thì các bác có thể là đổ nước sôi vào. Đấy, đổ nước sôi vào thì cũng được. Đấy, nhưng mà cái này thì nó rất là mất công, nước đâu cho nó lại đúng không? Đấy, nên là dùng cái khò này thì nó cực kỳ là dễ và nó không bị bất tiện. Thì các cái khi mình làm xong như thế này thì mình chỉ cần để một lúc cái thì nó nguội đi thì có thể là các bác lại bắt đầu là làm dần dần như thế, thì nói chung là các bác làm trong một buổi là các bác có thể làm xong cái vườn ong của nhà các bác thôi. Đấy, còn là bác nào nuôi ong nhiều đấy mình chỉ xử lý có thế thôi mà các bác. Đấy, cái cách mà đổi thùng xử lý các cái sâu bệnh ở như trong thùng đấy, một năm thì thường thì em thì một năm thì em xử lý một lần thôi. Đấy. Các bác mà thấy video của em hữu ích thì các bác nhấn like, nhấn đăng ký kênh và để chuông để đợi các cái video tiếp theo.